Thưa quý vị, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, cùng với toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, những người cao tuổi, một trong những đối tượng dễ bị tổn thương do dịch bệnh, cũng sẵn sàng đồng hành trong cuộc chiến không kém phần gay go phức tạp này. Nhiều người đã và đang trực tiếp tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại địa phương. Ghi nhận của cộng tác viên Như Ý, Phước Hiền tại quận Ngũ Hành Sơn. Với quan niệm chống dịch không phân biệt tuổi tác, quan trọng là tinh thần mỗi người một tay để cùng làm nên sự đồng thuận. Ở tuổi 70, thay vì ở nhà sum vầy bên con cháu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, ông Phạm Văn Chi, hội viên người cao tuổi phường Khuê Mỹ, vẫn tích cực hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn phường bằng những việc làm thiết thực. Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm này của ông Chi trở thành gương sáng và động lực cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Các cô chú, hội người cao tuổi tham gia rất nhiệt tình. Và với tinh thần trách nhiệm của các cô chú thì không quản ngày đêm để tham gia bảo vệ vùng xanh tại khu dân cư. Với em là một người trẻ thì sẽ noi gương theo các cô chú. Tuổi cao gương sáng luôn luôn là đi đầu, thiết thực như trong mùa dịch này. Các cụ đã tham gia rất tích cực, kể cả các cụ là cả hai vợ chồng, vừa là tổ trưởng vừa là chi hội trưởng phụ nữ, vẫn tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 này, giữ vững cho phường mình là vùng xanh. Không chỉ là người góp sức tích cực giữ vững vùng xanh an toàn với COVID-19 ở khu dân cư, ông Chi được biết đến là bí thư chi bộ năng nổ trong tất cả hoạt động, nhất là người tham gia khởi xướng và duy trì có hiệu quả mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, gây quỹ giúp đỡ người cao tuổi khó khăn. Những tờ tiền 1.000, 2.000, 5.000 được hội viên người cao tuổi dành dùm bỏ vào heo tiết kiệm mỗi ngày suốt 12 năm nay, vừa là niềm vui tuổi về già, vừa là cách giáo dục thiết thực nhất cho con cháu về bài học tiết kiệm và sự sẻ chia, lan tỏa yêu thương. Bản thân tôi cũng như trong gia đình cũng như bà con trong khu dân cư là mấy năm nay là liên tục hưởng ứng. Người ít người nhiều tự lòng hảo tâm, mỗi người là tiết kiệm hàng ngày trong vấn đề ăn tiêu, chi tiêu trong gia đình. Thì tính thấy ra là cái phong trào nuôi heo đất rất là có hiệu quả. Thì đa số các hội viên người cao tuổi cũng là bí thư chi bộ, trưởng ban tổ chức trạm. Các học viên đã tham mưu cho đảng chính quyền về những cái đưa ra được những cái đường lối chính sách đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó thì làm cho các thế hệ trẻ của phường noi gương. Những đóng góp của ông Chi hay những hội viên người cao tuổi quận Ngũ Hành Sơn nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung, thực sự là những tấm gương sáng trong phong trào tuổi cao gương sáng, xứng với 18 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Tuổi cao chỉ càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.